Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em môn địa lý lớp 5, bài số 20 nhé. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Bài 20 mình sẽ học về châu Âu nhé. Một nhỏ vị trí địa lý giới hạn. Châu Âu nằm ở phía tây châu Á, có ba phía giáp biển và đại dương. Ở đây mình sẽ tiếp có hai câu hỏi nhé. Câu hỏi thứ nhất là quan sát hình 1 và cho biết châu Âu tiếp giáp với châu lục nào, biển và đại dương này. Câu hỏi thứ hai là dựa vào bảng số liệu ở bài 17 cho biết là diện tích của châu Âu so sánh với diện tích châu Á nhé. Giờ mình sẽ quan sát hình 1, giờ mình trả lời câu hỏi thứ nhất. Sau đó mình sẽ quan sát bảng số liệu bài 17 và mình sẽ trả lời câu hỏi số 2 nhé. Giờ đây là hình số 1 lực độ tự nhiên của châu Âu. Phần màu xanh này chính là độ cao từ 0 tới 200 mét. Phần màu này, màu kem này chính là 200 tới 500 mét. Màu đậm một chút sẽ là 500 tới 1000 mét. Giờ màu này chính là từ 1000 đến trên 1000 mét. Còn cái biểu tượng này, cái hình này chính là dãy núi. ABCD là các điểm minh họa của ảnh nhé. Giờ như vậy mình thấy là châu Âu sẽ tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương nè. Trước hết là mình thấy là châu Âu sẽ tiếp giáp với châu Á nè, đúng không? Và tiếp giáp với châu Phi bên đây. Đại dương thì châu Âu sẽ tiếp giáp với Đại Tây Dương ở bên đây và Bắc Ân Dương ở phía trên. Biển thì mình thấy sẽ có tiếp giáp với biển Caspian, biển Đen ở dưới đây nhé, biển Bắc, biển Địa Trung Hải. Tiếp theo là diện giờ. Sau đó mình sẽ xem bảng số liệu. Mình thấy là diện tích của châu Âu sẽ là 10 triệu km vuông. Còn diện tích của châu Á sẽ là 44 triệu km vuông. Như vậy có nghĩa là diện tích châu Á lớn hơn diện tích châu Âu hơn 4 lần, đúng không? Giờ sau khi xem mình một và xem bảng số liệu, mình trả lời hai câu hỏi nhé. Giờ mình trả lời câu hỏi. Châu Âu sẽ tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương gồm, trước hết là tiếp giáp với châu lục. Thì châu Âu sẽ tiếp giáp với châu Á và châu Phi. Đại dương thì châu Âu sẽ tiếp giáp với Đại Tây Dương và Bắc Ân Dương. Biển thì châu Âu sẽ tiếp giáp với biển Caspian, biển Đen, biển Địa Trung Hải và biển Bắc nhé. Tiếp theo là diện tích châu Âu so sánh với diện tích châu Á, thì diện tích châu Âu chỉ có 10 triệu km vuông, trong khi diện tích của châu Á đến 44 triệu, có nghĩa là diện tích của châu Á lớn hơn diện tích châu Âu. Diện tích châu Á sẽ gấp hơn 4 lần diện tích của châu Âu nhé. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo là hai nhỏ đặc điểm tự nhiên. Quan sát hình 1, hãy đọc tên các đồng bằng, các dãy núi và các sông lớn ở châu Âu. Cho biết vị trí của các đồng bằng, dãy núi lớn đó ở châu Âu. Giờ mình sẽ quan sát lại hình 1, giờ sau đó mình đọc tên các đồng bằng, các dãy núi và các sông lớn ở châu Âu. Và cho biết vị trí của các đồng bằng, dãy núi lớn đó ở châu Âu luôn nhé. Giờ mình sẽ quan sát lại hình 1 một lần nữa nhé. Giờ như vậy là chưa hết là các đồng bằng. Thì mình thấy là có đồng bằng Đông Âu nằm ở phía đông của châu Âu. Tiếp theo là đồng bằng Trung Âu nằm ở Trung Âu. Và tiếp theo là đồng bằng Tây Âu nằm ở phía tây của châu Âu, ven Đại Tây Dương nhé. Tiếp theo là các dãy núi lớn, thì mình thấy là có dãy Ural nhé, nằm ở phía đông của châu Âu, ranh giới tự nhiên của châu Á. Tiếp theo là dãy Scandinavia nằm ở phía tây bắc của châu Âu. Và tiếp theo là dãy Alps nằm ở phía tây. Và dãy Carpath nằm ở Trung Âu. Và dãy Cascades nằm ở phía nam của châu Âu. Các con sông lớn thì mình thấy có hai sông lớn là sông Volga, sông Volga ở đây, và sông Danube ở đây nhé. Giờ sau khi xem hình 1 xong, mình trả lời câu hỏi nhé.
Giờ các đồng bằng dãy núi và sông lớn châu Âu, các đồng bằng gồm các đồng bằng Đông Âu ở phía đông của châu Âu. Đồng bằng Trung Âu nằm ở phía nằm ở vùng Trung của châu Âu nha. Và tiếp theo là đồng bằng Tây Âu nằm ở phía Tây của châu Âu, ven Đại Tây Dương. Tiếp theo là các dãy núi lớn. Thì mình thấy có dãy Ural ở phía đông của châu Âu, danh giới tự nhiên của châu Á. Và dãy Scandinavia ở phía Tây Bắc. Dãy Alps ở phía Tây. Và dãy Karpa ở Trung Âu. Và dãy Kafka ở phía Nam. Các con sông lớn thì mình có thấy là sông Volga và sông Danube nha. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo, đồng bằng của châu Âu chiếm 2/3 diện tích, kéo dài từ Tây sang Đông. Đồi núi chiếm 1/3 diện tích, hệ thống núi cao tập trung ở phía Nam nha. Đúng rồi, mình thấy là đồng bằng chiếm đến 2/3 diện tích, còn lại là núi, đúng rồi, đồi núi. Tiếp theo là một câu hỏi. Quan sát các ảnh trong mình 2 giờ tìm trên hình 1 các chữ A, B, C, D. Cho biết các ảnh thiên nhiên đó được chụp ở nơi nào của châu Âu. Như vậy mình thấy là chữ A. Đây, chữ A nằm là dãy Alps nhé. Chữ B là ở đồng bằng ở Trung Âu. Và điểm C chính là dãy Scandinavia nhé. Và chữ D nằm ở đồng bằng Đông Âu. Mình trả lời câu hỏi nhé. Giờ bây giờ mình sẽ quan sát hình 2. Giờ như vậy mình thấy là hình A là dãy núi Alps. Đây, dãy núi Alps đây. Hình B là đồng bằng Trung Âu. Đây, đồng bằng Trung Âu nào. Rất là rộng lớn đúng không? Tiếp theo là điểm C. Đây. Bán đảo Scandinavia. Và tiếp theo là đây là rừng lá kim ở đồng bằng Đông Âu. Giờ xem hình xong mình trả lời câu hỏi nha. Như vậy là ai dãy núi Alps sẽ ở phía tây của châu Âu, còn đồng bằng Trung Âu sẽ ở Trung Âu. Hình C chính là phi ô bán đảo Scandinavia ở phía tây bắc của châu Âu. Và hình D chính là rừng lá kim ở Đông Âu. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Châu Âu nằm chủ yếu trong đới khí hậu ôn hòa. Rừng cây lá kim tập trung ở vùng phía bắc và trên các sườn núi cao. Rừng cây lá rộng có nhiều ở Tây Âu. Mùa khô lá cây nhộm vàng các cánh rừng. Mùa đông tiết phủ trắng gần hết châu Âu, chỉ trừ dãy núi đắp phía nam ấm áp thôi. Giờ tiếp theo là bảng nhỏ dân cư và hoạt động kinh tế ở châu Âu. Đọc bản số liệu ở bài 17 và cho biết là số dân châu Âu so sánh với số dân của châu Á. Giờ mình sẽ xem là bản số liệu bài 17. Như vậy mình thấy là số dân của châu Âu. Số dân châu Âu là 732 triệu người. Còn số dân châu Á là đến 4.054 triệu người nha. Giờ sau khi xem hình cho mình trả lời. Như vậy là dân số của châu Âu năm 2004 là 732 triệu người. Năm 2004 thì dân số của châu Âu đứng thứ tư trong năm châu lục đúng không? Dân số châu Âu chưa bằng 1/5 dân số của châu Á luôn. Giờ mình trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo, dân cư châu Âu chủ yếu là người da trắng. Phần lớn dân cư sống trong các thành phố được phân bố khá đều trên lãnh thổ của châu Âu. Giờ hình 3 là người dân Thụy Điển ở Bắc Âu. Hình A là hình số 4, một số hoạt động kinh tế. Hình A chính là khu vực lúa mì. Vì mình thấy là một đồng ruộng của người ta rất là rộng lớn. Và người ta khu vực là sử dụng rất là nhiều máy khu vực cùng một lúc đúng không? Tiếp theo là nhà máy hóa chất cũng rất là lớn đúng không? Dựa vào hình 4 và vốn hiểu biết kể tên một số hoạt động kinh tế của các nước ở châu Âu. Giờ hãy trả lời câu số 4, câu hỏi này nha.
Một số hoạt động kinh tế của người châu Âu gồm có trồng lúa mì, chăn nuôi gia súc lớn, chế tạo máy bay, chế tạo ô tô, hàng điện tử, mỹ phẩm và chế tạo máy móc thiết bị. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Nhiều nước châu Âu có nền kinh tế phát triển, họ liên kết với nhau để sản xuất và buôn bán nhiều loại hàng hóa. Những sản phẩm công nghiệp của châu Âu nổi tiếng thế giới là máy bay, ô tô, thiết bị, hàng điện tử, len giả, dược phẩm và mỹ phẩm. Giờ tiếp theo, nội dung chính của bài học hôm nay. Châu Âu nằm ở phía Tây của châu Á, khí hậu ôn hòa. Đa số dân cư châu Âu là người da trắng. Nhiều nước châu Âu có nền kinh tế phát triển. Giờ như vậy mình xong phần nội dung chính, mình sẽ qua tiếp phần câu hỏi. Ở đây có 3 câu hỏi, thầy sẽ dẫn các em trả lời 3 câu hỏi. Trước hết là câu số 1. Dựa vào hình 1, hãy xác định vị trí địa lý giới hạn của châu Âu, vị trí của các dãy núi và đồng bằng của châu Âu nhé. Giờ hãy trả lời câu số 1. Trước hết là vị trí và giới hạn của châu Âu. Châu Âu nằm ở phía Tây của châu Á, có 3 phía giáp biển và đại dương. Tiếp giáp châu Lục thì châu Âu sẽ tiếp giáp với châu Á và châu Phi. Về đại dương sẽ tiếp giáp với Đại Tây Dương và Bắc Âu Dương. Biển thì tiếp giáp với bãi biển Caspian, biển Đen, địa trung hải và biển Bắc. Tiếp theo là các đồng bằng và dãy núi lớn ở châu Âu. Như vậy là các đồng bằng thì gồm các đồng bằng Đông Âu ở phía đông của châu Âu, đồng bằng Trung Âu ở vùng Trung Âu, đồng bằng Tây Âu ở phía tây của châu Âu, ven Đại Tây Dương. Tiếp theo là các dãy núi lớn. Như vậy mình có dãy Ural ở phía đông của châu Âu, ranh giới tự nhiên của châu Á, dãy Scandinavia ở phía tây bắc, dãy Alps ở phía tây, bờ dãy Karpat ở Trung Âu và dãy Kaska ở phía nam. Giờ như vậy là mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2 nhé. Giờ tiếp theo là câu số 2, người dân châu Âu có đặc điểm gì? Giờ hãy trả lời câu số 2. Người dân châu Âu chủ yếu là người da trắng, phần lớn dân cư sinh sống ở các thành phố, được phân bố khá đều trên lãnh thổ châu Âu. Đúng không? Ở châu Âu thì đa số là ở các thành phố, còn ở Việt Nam là chủ yếu đa số là ở dưới quê, đúng không? Giờ như vậy mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3. Tiếp theo là câu số 3, như những hoạt động kinh tế của châu Âu. Một số hoạt động kinh tế của châu Âu gồm có trồng lúa mì, chăn nuôi gia súc lớn, chế tạo máy bay, chế tạo ô tô, hàng điện tử, mỹ phẩm, len giả, dược phẩm và chế tạo máy móc thiết bị. Giờ như vậy là mình xong câu số 3. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thì liên bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Helim nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.